Hello, mình xin chào quý vị khán giả, tất cả anh chị em mọi người đến với chương trình radio trên kênh nhà của mình. Một lời chào, một lời chúc sức khỏe đầy yêu thương nhất quý vị khán giả ơi. Thì ngày hôm nay trên trang nhà của chị Phương Lê thông báo khẩn với tất cả quý vị khán giả. Chị Phương Lê nói rằng nếu như mà video hát của chị Hồng Loan và anh Vũ Luân á, cái bài hát là Những Chiến Xe Cuộc Đời á quý vị khán giả, nếu như mà đạt được 2 triệu view thì chị Phương Lê sẽ live stream cùng với chị Hồng Loan, sẽ chọn ngẫu nhiên ra 10 người, trong 10 người đó sẽ được làm găng sứ ngọc trai. Chị Phương Lê tài trợ tất cả luôn, miễn phí cho 10 người, là giống như là nếu như mà đoạn video mà cái bài hát của chị Hồng Loan với anh Vũ Lân á quý vị khán giả mà đạt được 2 triệu lượt xem thì chị Phương Lê cùng với chị Hồng Loan live stream và chọn ngẫu nhiên 10 người để tặng 10 bộ găng sứ. Nếu như mà gọi là đạp găng sứ quý vị khán giả, nhiều tiền lắm, rất là nhiều tiền. Đối với những cái ai mà có tiền quý vị khán giả, giàu có thì người ta sẽ làm găng sứ. Còn ví dụ mà trong 10 người được chọn ngẫu nhiên quý vị, ai sẽ là người may mắn làm được găng sứ thì đó là một niềm vui đó mọi người, một điều may mắn đối với người ta có bộ găng rất là đẹp nha quý vị khán giả. Ai sẽ là người đạt được nhận được cái sự tài trợ của chị Phương Lê trong số 10 người đó? Nhưng mà trên cộng đồng mạng quý vị biết rồi, hàng trăm hàng vạn người rất là nhiều, nhưng chỉ lọt vào tầm ngắm là 10 người mà thôi quý vị. 10 người sẽ được may mắn, ai là sẽ được may mắn trong vòng chọn được làm găng sứ quý vị khán giả ơi, thì quý vị khán giả hãy chờ đợi coi video hát, đoạn hát nhạc đó quý vị khán giả. Một cái bài hát của anh Vũ Luân và chị Hồng Loan đã hát trình bày trên cộng đồng mạng cho quý vị khán giả nghe, thì ai sẽ là người đạt được cái sự tình cảm yêu thương đó sẽ được làm găng sứ. Bởi vì vậy mà trên trang nhà của chị Phương Lê đã chia sẻ trên trang nhà quý vị khán giả, và mình thấy được, mình đã lên và đọc cái thông tin này cho quý vị khán giả nghe. Thì quý vị khán giả quý yêu mến chị Hồng Loan cũng giống như là nghệ sĩ Vũ Lân, thì quý vị hãy cài view cho thật nhiều và vào coi cho thật nhiều, thì chắc có lẽ gần 2 triệu view trong bài hát Những Chiến Xe Của Cuộc Đời là sẽ nhanh chóng và đạt được 2 triệu view mà thôi quý vị khán giả. Rồi, cảm ơn quý vị đã nghe qua cái thông tin này của mình. Mình chỉ thông báo lên cho quý vị về cái câu chuyện này mà thôi. Chúc cho quý anh chị em tất cả mọi người sở nguyện trì tâm sở cầu như ý, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Chúc cho tất cả anh chị em trên cộng đồng mạng, nếu như có yêu mến kênh nhà của mình, mọi người bấm vào đăng ký, bấm vào subscribe và chia sẻ kênh cho mình nha. Chúc cho mọi người lúc nào cũng bình an và nhiều sức khỏe, tiền vô cửa trước, đô la vô cửa sau, ngập tràn niềm vui trong cuộc sống. Thank you, I love you mọi người. Nếu như có tin tức nào mình sẽ thông báo trên trang nhà của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào, I love you mọi người.